Đây là chùa Phật Ngọc ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trong chùa Phật Ngọc là có hai bức tượng. Một bức là tượng Phật nằm và một bức là tượng ngồi bằng ngọc.
rồi hoài. Đi đi vô thôi, mình quanh ra lại. Vô Phật Ngọc trước. Quay với lòng đèn cho mình đi. Cái quần đó lại Photo 2019 COVID-19 sau khi dân Thượng Hải chúng ta tặng cho chùa Phật Ngọc này. Và đây là Singapore tặng cho. Đây là làm bằng ngọc. Đây là chính là nét tượng Myanmar mang về đây. Thì bây giờ sẽ ở đứng. Rồi bức tranh chùa Phật Ngọc.
phương tiện công cộng, tức là những cái chiếc xe gia đình thấy hiện nay ở bên này nó không chạy xe máy nữa gia đình ha. Ngày xưa mình cứ nghe Trung Quốc là nhà sản xuất xe máy đúng không ạ? Xe máy là mình mang qua xuất Việt Nam mình rất nhiều, những chiếc riêng, chiếc quay rồi đó. Ở đây gia đình mình bữa đây Trung Quốc là người ta không sử dụng xe máy, xe hai bánh là sử dụng xe điện toàn bộ rồi. Gia đình mình thấy hiện nay là xe hai bánh là sử dụng xe điện hết là của chị ha, không có sử dụng xe máy nữa để giảm cái khí thải, bảo vệ môi trường. Nên gia đình mình hầu như hiện nay là gia đình mình qua Trung Quốc, mặc dù mình nghe ngày xưa mình nhắc đến là xe máy là Trung Quốc sản xuất khá nhiều giá rẻ, nhưng hiện nay thì Trung Quốc ở đây thì gia đình thấy người ta sử dụng xe điện đó, hai bánh là sử dụng toàn bộ bằng xe điện thôi chị ha.
nó hay quay, hạn giờ tôi đi tôi tắt máy. Bên kia thì cho nó mát, em nắng quá chị ơi. Chị đi không nổi nữa kìa.